gì ơi, chờ chị ơi. Anh, sao các anh này phải làm mà các anh chị kia không phải làm? Anh hiểu rồi. Đưa đây. Các anh chị, tại sao trong khi chúng em phải làm còn các anh chị ngồi chơi? Em Giai ạ, ngày trước bọn chị mới vào thì bọn chị đã làm rồi. Bây giờ chúng mày mới vào thì chúng mày phải làm thôi. Đây là công việc chung của diễn viên trẻ nhà hát. Mọi người đều bình đẳng như nhau. Nếu các anh chị không làm, chúng em cũng sẽ không làm. Thế thì báo cáo sếp nhá. Tùy chị. Ừ, lấy ghế ngồi đi. Anh gọi em lên đây là có một công việc muốn giao cho em. Tình hình là anh đang muốn dựng lại một trong hai cái trích đoạn của Một Tây và Một Ta. Một là Romeo và Juliet, hai là Lan và Điệp. Anh giao cho em và mấy cả Quốc Anh sẽ là hai nhân vật chính ở trong cái trích đoạn này. Hai đứa sẽ về đọc hai cái trích đoạn đó. Hai đứa sẽ tự bảo an nhau, sẽ tự thống nhất và sẽ tự tập. Sau đó sẽ báo cáo với anh. Trước là bọn em có tập vở Romeo và Juliet rồi thì em nghĩ là bọn em sẽ tập vở Romeo và Juliet ạ. Tốt quá. Thế thì về liên lạc sớm với cả Quốc Anh đi. Xong rồi gọi điện cho anh nhé. Dạ vâng ạ. Em chào anh ạ. Vừa nãy em có vào họp với sếp thì em bảo là em sẽ chọn kịch Romeo Juliet. Nhưng mà tí nữa Quốc Anh đến thì em sẽ bảo nó là sếp nói làm Lan và Điệp. Ok không? Được. Ui, ác thế. Gì đâu, kệ nó, cho nó bẽ mặt luôn, xem làm nào. Em chào anh chị ạ. Vừa nãy chị có họp với sếp thì sếp bảo là sắp tới mình sẽ làm vở Lan và Điệp. Dạ. Em về em học thủ thoại của Điệp nhá. Dạ. Nhớ học kỹ lời thoại. Tí về chị gửi kịch bản cho. Vâng ạ. Anh thấy lo lo nào ấy. Kệ nó. Than ôi, khốn khổ cái thân tôi. Romeo, sao chàng lại là Romeo nhỉ? Chàng hãy từ bỏ gia đình, từ bỏ dòng họ của mình. Hãy nói yêu em sẽ không thuộc dòng họ Capulet nữa. Lan à? Chiều nay ta sẽ đi. Chỉ có tên họ của chàng là thù hận với em thôi. Nếu chàng không mang dòng họ Montague thì chàng vẫn là chàng. Montague là cái gì nhỉ? Đó đâu phải bàn tay, bàn chân hay bộ phận nào khác trên cơ thể người. Romeo. Nếu chàng không tên Romeo thì chàng vẫn 10 phân vẹn 10. Chàng hãy từ bỏ tên họ của chàng đi để đổi lấy em đây. Đối với ta, không nơi nào vui hơn nơi này. Không chỗ nào đẹp hơn chỗ này. Chỉ cần được gặp Lan, chỉ cần được nói chuyện với Lan là lòng ta đã thấy vui lắm rồi. Nhưng vì tương lai của ta, của hai ta, ta phải tạm xa nàng thôi. Kia Lan, hãy vui lên để lòng ta được thanh thản. Cảm ơn hai bạn. Cho tôi hỏi là ai là người đã sáng tạo ra một tiểu phẩm như thế này? Dạ, chị ấy ạ. Em à? Không phải em, nó. Không, chị ấy ạ.
mày. Chị ấy. Mày. Tóm lại là ai? Nó. Vâng, là em ạ. Cậu đúng không? Dạ. Quá tuyệt vời. Ôi. Tại sao nó lại có một cái sự kết hợp giữa Đông và Tây, nó lại kỳ diệu và nó biến ảo đến thế nhỉ? Nó thể hiện một cái sự tinh tế, một cái sự sáng tạo, nó mang tính là rất táo bạo. Khá khen cho cậu, chúc mừng. Chúc mừng em. Tốt đấy, cố gắng phát huy nhá. Vâng, vâng ạ. Chúc mừng em.